Xin kính chào quý cô chú anh chị và bạn đi làm trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán hoa lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 8 tháng 8 năm 2022. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có nhiều những cái mặt hàng kg, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp của ngày hôm nay vừa cập bến với cái giá cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị có thể lựa chọn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp với cái giá cực kỳ là phải chăng. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cái cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi mà cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 10 cân chỉ rơi khoảng tầm 70-80.000 thôi ạ. Và 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 45-50.000, nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ, cái lô hoàng nhạn tháng 4, được coi là chị em song sinh với cả dòng lan hoàng nhạn tháng 8. Cái lô hàng cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Một cái dòng hàng phải nói là hoa thì siêu thơm luôn nhé. Hoa siêu thơm luôn. Đó. So với cả dòng lan hoàng nhạn tháng 8, hiện tại thì hoàng nhạn tháng 8 thì giá phải nói là vô cùng là đắt đỏ, mà hoa thì không khác gì hoàng nhạn tháng 4 cả. Thế thì em nghĩ rằng là để thay vì thưởng thức cái dòng nhạn tháng 8 nó không khác gì nhạn tháng 4 thì mình có thể thưởng thức những cái bông nhạn tháng 4 hoa rất là thơm với cái giá rất là phải chăng. Và hoàng nhạn tháng 8 này thì hoàng nhạn tháng 4 này ạ, em xin phép bán với giá là 600.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg. 0,1 kg thì cô chú anh chị có thể nhận được số cây khoảng tầm 3 cho đến 5 cây cô chú anh chị nhé. 3 cho đến 5 cây đều là những cây mà đã tuyển chọn và là những cây đã trưởng thành và có thể cho hoa cho cô chú anh chị hết rồi ạ. Đó, cây thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đẹp từng cây một luôn cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài Henry. Hài Henry thời điểm đây là cái lô hài mà vừa khai thác ở rừng về. Và đây là cái thời điểm quá là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể vừa được thưởng thức hoa, vừa được cây giống hài thời điểm trồng thuần tuyệt vời nhất trong năm đấy ạ. Hiện tại cây đang bắt đầu là nhú mèo nụ lên như thế này cô chú anh chị nhé. Mà em thấy là cây hài này nó rất là sai bông cô chú anh chị ạ, rất là sai bông. Gần như là một rề một nhánh nào thì cô chú anh chị cũng sẽ được có được những cái bông hoa để cô chú anh chị có thể thưởng thức trong mùa hoa tới nhé cô chú anh chị nhé. Đấy ạ. Đó, hàng hiện tại đang mèo nụ, đang nhú nụ lên như thế này này. Và em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Đó. Còn chưa biết là cây có thể sống, có thể chết như thế nào, nhưng mà em nghĩ rằng là cô chú anh chị mình được thưởng thức một cái mùa hoa, một mùa hoa thôi thì cũng đã cảm thấy rất là đã mắt rồi. Đây là mặt bông của dòng lan hài Henry này. Hoa nó rất là bền luôn cô chú anh chị nhé. Đấy ạ. Đó. Đây này. Đấy, hoa rất là xinh đẹp như thế này, hoa khá là lớn và với bông hoa mang hình dáng chiếc hài, mang hài hồng rất là đẹp nhé. Đấy, em xin nhắc lại với giá là 150.000 cho 1 kg. Hàng đang nụ rất là tuyệt vời, em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là chỉ với giá 45.000 cô chú anh chị thoải mái có rất nhiều những cái chậu hài đẹp để mà thưởng thức rồi. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan cuối tím ạ, cũng là cái dòng cây đã chuyển chọn và cây khá là lớn cô chú anh chị này. Cắt tỉa rất là kỹ luôn. Cái dòng hương quế tím này thì em nghĩ rằng nó có thể so sánh với cả dòng hoàng nhạn. Hoa cũng rất là thơm. Cũng cái mùi gần na ná như vậy và quế tím thì em xin phép bán 150.000 cho 1 kg. Em cũng sẽ bán từ 0,3 kg. Đây là sắc đẹp của dòng lan quế tím. Hoa nó như tam bảo sắc cô chú anh chị ạ. Nhưng mà hoa có cái sắc tím đậm đà như thế này. Dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm, chịu nắng cực kỳ là tốt. Đó, dòng quế tím. Dáng hương tam bảo sắc là cái dòng hàng khỏi phải bàn rồi. Đây là một cái dòng hàng phải nói là quốc dân. Hoa thì với bản thân em thì đây là cái mùi hương mà quyến rũ nhất, mà em cảm thấy là yêu mến nhất cái mùi hương, đó là dòng hương của tam bảo sắc. Những cây tam bảo sắc hàng lá xếp rất là tuyệt vời như thế này, hàng tươi giói luôn. Em bán 160.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 160.000 cho 1 kg, hàng lá xếp rất là đẹp.
Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái lô hàng thì rất là nhiều những cái thân lá như này. Đây là một cái dòng hàng cũng chịu nắng gần như là 100% luôn nhé, với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Ở những nơi ấm áp thì cái dòng này sẽ nở hoa thời điểm Tết, và cô chú anh chị thấy là cây hiện tại là đã bắt đầu là đi vào cái giai đoạn thu ngọn hết như thế này, và đã có những cái mắt nụ ở đây rồi cô chú anh chị nhé. Một cái giả hành như thế này có thể cho vài cái mắt nụ của chú anh chị ạ. Đấy, cho vài cái chùm hoa rực rỡ. Và cái kim điệp xuân này em xin phép bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều vàng. Dòng hàng khi nở hoa bông với những cái bông hoa rất là lớn, như những chùm hoa, những cái chiếc đèn lồng rực rỡ luôn ạ. Và cái dòng kiều vàng này em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị nhìn cho em, hàng rất là tươi, nhiều thân lá và đẹp như thế này nhé. Tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị nhìn cho em một cái lô hỏa hoàng cam phải nói là siêu đẹp ạ. Cái lô hỏa hoàng cam này đa số đều là những cây lớn nhé, cô chú anh chị nhé. Cái giang hàng mang cái sắc hoa cam lửa cực kỳ là rực rỡ. Cái dòng này thì khá là khó giữ bởi vì cái lá của nó cứng. Nhưng mà cái lô hàng này thì cô chú anh chị thấy là người ta đã chọn rất là kỹ luôn, rất là đẹp luôn như thế này. Giá em bán là 300.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 60.000 thôi. Cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái dòng hỏa hoàng cam rất là đẹp rồi. Sau bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo ý ngọc. Cây hiện tại cũng đã đi vào cái giai đoạn là thu ngọn rồi thì cô chú anh chị này. Được mệnh danh là những nàng công chúa ngọc ngà, hoa trắng nuột và họng điểm một xíu xíu tím thôi, cực kỳ là sai bông. Ý ngọc với giá 130.000 cho 1 kg. Em sẽ bán cũng sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em có hai lô sơn thủy tiên nhé cô chú anh chị nhé. Sơn thủy tiên thì hoa nó gần giống như hoàng lạp nhưng mà sẽ dày bông hơn. Cái lô này em gọi là lô số 1, 3 dề. 3 dề này cô chú anh chị là một rộng to đùng luôn. Với giá em bán là 110. Và lô số 2, lô này cũng là 3 dề ạ. Lô số 2 này thì em xin phép được bán với giá là 100.000. Và sang bên này là em có một cái lô hoàng thảo vẩy rồng duy nhất ạ. Một cái lô rất là nhiều luôn như thế này. Về cô chú anh chị là một trụ cực kỳ là to luôn. Em bán cái lô này với giá là 100.000. Bên này thì em có hai cái lô kiều vuông cánh trắng. Mỗi một lô này em bán thanh lý xả nốt với giá là 50.000 cho một lô. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái phần giáng hương đuôi sóc. Cô chú anh chị nhìn cho em, hàng sóc rất là đẹp luôn. Em gọi đây là lô giáng hương đuôi sóc số 1 này. Lô đuôi sóc số 1 này cây cực kỳ là to. Để mà có được những cây đuôi sóc to như thế này thì hàng rất là hiếm luôn cô chú anh chị nhé. Một cây này, hai cây, ba cây và bốn cây. Đấy, bốn cây đuôi sóc rất là to ở đây. Và cái lô này em gọi là lô số 1, em xin phép được bán với giá là 70.000 cho lô sóc có bốn cây to bự nhé. Lô số 2 ạ, 2 cũng là bốn cây. Bốn cây sóc này sẽ nhỏ hơn. Và cái lô đuôi sóc này thì em xin phép được bán với giá là 50.000 ạ. Và lô đuôi sóc số 3, lô đuôi sóc số 3 này em bán với giá là 60.000 cô chú anh chị nhé. Lô này cũng có 4 cây, đó, mỗi một lô là 4 cây. Lô này em bán là 60.000 cô chú anh chị. Cả ba lô đều là những cái cây sóc rất là to nhé. Và sang bên này đây thì em có hai cái lô hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Hai lô nghệ tâm duy nhất thôi. Cây dài mượt và cực kỳ là đẹp luôn. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hoàng thảo nghệ tâm. Một lô như thế này thì về cô chú anh chị có thể ghép được một giò rất là xinh đẹp như thế cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Đây là những cái bông hoa nghệ tâm. Cây bé nhưng mà khi vào sổ hoa thì bông hoa rất là to và cực kỳ là sai bông luôn cô chú anh chị này. Cô chú anh chị về ghép có sẽ có phần là hơi khó chịu một chút, nhưng mà đổi lại sau này khi mà nó thuần rồi ạ, cô chú anh chị sẽ thấy là mình được trả công rất là xứng đáng luôn cô chú anh chị nhé. Một lô như vậy em bán là 50.000 cho một lô. Và tiếp sang bên này đây thì em có một cái lô giáng hương đuôi chồn duy nhất, rất là nhiều cây nhé cô chú anh chị nhé. Lô này rất là nhiều cây và có những cây khá là lớn nữa. Chỗ này chắc về cô chú anh chị ghép một trụ hoặc là một giò rất là to rồi. Thì cái lô giáng hương đuôi chồn duy nhất này em xin phép được bán với giá là 70.000. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giáng hương đuôi chồn ở bên ngoài rất là xinh đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một cái cần hoa nó dài và rất là dày bông, rất là dày bông luôn cô chú anh chị nhé. Mà cái lô giáng hương đuôi chồn này cô chú anh chị nhìn cho em là lô này của em, chậu này của em chỉ có 2-3 cây thôi, một cây lớn và mấy cây bé xíu xíu thôi cô chú anh chị ạ. Hoa của nó thì cái độ bền nó phải trên 2 tháng trong cái cần hoa như thế này, ngắm đã mắt thì thôi cô chú anh chị ạ. Mà hoa cũng rất là thơm nữa chứ. Đấy. Và em xin nhắc lại nhé, một cái lô đuôi chồn như thế này rất là nhiều cây, về cô chú anh chị ghép được 1, 2, ít nhất là 2 giò luôn á. Em bán với giá chỉ có 70.000 thôi cô chú anh chị này. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai trong rừng bắc trụ.
Hàng thì rơi vào 8 cho đến 4 cho đến 8 cây cô chú anh chị nhé. Những cây này thì nhiều cây năm trước nó đã cho hoa rồi nên chắc chắn một điều rằng là năm nay thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa đai châu rất là đẹp. Thời điểm bây giờ cô chú anh chị về trồng ổn định nó ra rễ một cái là bắt đầu cũng sẽ làm nụ cho hoa luôn nhé. Em bán với giá là 320.000 cho 1 kg và cái hàng này này, bản lá rất là dày luôn cô chú anh chị nhé. Hàng là đảm bảo cô chú anh chị là không có lỗi lá. Còn sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu hồng gấm. Một cái dòng mà đai châu lai tạo rất là mặt bông, phải nói là rất là xuất sắc ở đây. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em, cùng chiêm ngưỡng cho em mặt bông của dòng đai châu hồng gấm này. Nó rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu đai châu hồng gấm này thì em thấy là đếm là rơi vào khoảng tầm 7-8 cặp lá trở lên cô chú anh chị ạ. Cây rất là bự. Và những cây này thì năm trước là nó đều đã cho hoa rất là tuyệt vời rồi nhé cô chú anh chị nhé. Đó, những cái chậu đã thuần trong chậu gỗ rất là đẹp và cực kỳ là to như thế này. Em bán với giá chỉ có 210.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu màu đỏ sắc pháo. Những cây đai châu màu đỏ sắc pháo, hàng bản lá mít và kẻ gân, gân kẻ rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Cũng rơi vào ít nhất là 4 cặp lá. Đấy, rơi vào ít nhất là 4 cặp lá, đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa Tết tuyệt vời. Em bán 220.000 cho một cái chậu đai châu màu đỏ sắc pháo này. Và sang bên này đây sẽ là một cái cây đai châu, dòng đai châu hồng cánh sen. Cũng rơi vào ít nhất là 4 cặp lá nhé cô chú anh chị nhé. Là một cái mặt bông gọi là hot nhất trong tất cả các mặt bông của dòng châu Thái. Em cũng bán với giá là 220.000 cho một chậu. Nhưng với bản thân em cảm nhận thì châu Thái hay là châu hồng cánh sen hay châu đỏ sắc pháo đều là hai cái mặt bông mà cực kỳ là phù hợp chơi trong những ngày Tết cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể làm quà biếu, quà tặng những cây châu này. Em nghĩ rằng là ai mà nhận được những cây châu đẹp như thế này cũng đều sẽ cảm thấy cực kỳ là thích thú và hài lòng luôn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp ạ. 220.000 cho một chậu châu như vậy thôi. Và sang bên này đây là em có những cái giò lan châu như lưỡi bệt và hạc châu như lưỡi bệt cô chú anh chị nhé. Một cái bảng giả hạc châu như lưỡi bệt như vậy cô chú anh chị nhìn cho em, nó sẽ rơi vào ít nhất là 5 thân ạ. Đấy, đa số là rơi trên 5 thân trở lên nhưng mà em cứ nói rằng là ít nhất là 5 thân như vậy cô chú anh chị nhé. Một bảng rất là sung xuê và rất là đẹp. Và đây là cái mặt bông nở trực tiếp tại vườn đây cô chú anh chị này. Đó, đây ạ. Cái mặt bông độc đáo và rất là đẹp như thế này nhé. Một trong những mặt bông rất là đẹp và đáng sưu tầm. Và cô chú anh chị có thể thấy là những cái cây này thì đảm bảo về cây giống, bởi vì cây nào cũng được gắn tem mác ở trên giò như thế này để đánh dấu cái mặt bông chuẩn như vậy. Đó, một cái dòng hàng mà em nghĩ rằng là giá của nó rất là rẻ, có 140.000 thôi mà làm nhà vườn người ta làm vô cùng là cẩn thận luôn cô chú anh chị nhé. Một cái giò như vậy với giá xin nhắc lại chỉ có 140.000. Hoa không chỉ đẹp mà bông hoa còn rất là to nữa, cực kỳ là sai bông, dòng giả hạc châu như lưỡi bệt ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái bảng kim điệp xuân. Cái dòng này thì đấy, em có bán hàng cân bên kia cô chú anh chị ạ. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy theo giò này, một giò như vậy cũng rơi vào ít nhất là 10 thân đấy cô chú anh chị. Và cái giò như vậy thì em nghĩ là cũng đủ cho một cái mùa xuân rực rỡ ạ. Đấy, mỗi một giả hành có thể cho 1, 2, 3 cái chùm hoa. Thì cô chú anh chị nghĩ là 10 thân như vậy thì cô chú anh chị có một cái chùm giò lan đẹp như thế nào ạ? Một giò kim điệp xuân như vậy em xin mẹ phép bán 140.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen đô xuân ạ. Hiện tại thì cây đã đi vào giai đoạn thắt ngọn để chuẩn bị chờ hoa Tết hoa xuân rồi đấy ạ. Bây giờ là vào tháng 7, giữa tháng 7 rồi này. Ở chỗ em địa lan Sato là đã có bắt đầu là nhũ nụ rồi đấy cô chú anh chị. Mỗi một giò này em bán với giá là 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Dòng kim điệp, dòng đen đô xuân ạ. Và sang bên này sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ này cô chú anh chị này. Cũng là cái dòng lan mà rất là nổi tiếng với những cái mặt bông đỏ thắm, hoa chơi vào đúng nở đúng với thời điểm Tết. Và mỗi chậu như vậy rơi vào ít nhất là 3 thân. Nếu như là nó rơi 4-5 thân thì nó sẽ ngắn hơn, còn 3 thân nó sẽ dài hơn cô chú anh chị nhé. Chậu nào chậu đấy cực kỳ là khỏe và đẹp như vậy. Em bán có 140 cho một chậu thôi. Và đây ạ, một giò đen rỗ úc mắt đen duy nhất, hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhá. Đen rỗ úc mắt đen thì nó hoa nó giống đùi gà ấy ạ. Nhưng mà cái họng của hoa của nó sẽ bền hoa hơn này. Và cánh hoa nó tím đậm hơn so với đùi gà, rất là rực rỡ nhá. Em bán một cái chậu đen rỗ úc mắt đen này duy nhất này thôi ạ, 150.000 cô chú anh chị này. Và sang bên này đây thì hôm nay em vừa về cập bến một cái chậu những cái cây địa lan quân tử. Cái dòng hàng mà cô chú anh chị, những cây này cô chú anh chị có thể trồng trong nhà ấy ạ. Trồng trong nhà để trong phòng làm việc hay là phòng ngủ, phòng khách đều rất là đẹp.
Cái dòng lan này nó tượng trưng cho cái nó là một cây mang tính phong thủy ấy, cô chú anh chị. Nó có thể giúp loại bỏ những cái khí độc này. Đó, tạo ra cái không gian xanh rất là đẹp cho gian phòng khách của mình chẳng hạn như vậy. Phòng làm việc của mình trồng thì rất là đẹp luôn, và nó mang cái tính phong thủy rất là tốt nhá. Và một cái chậu địa lan quân tử như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 70.000 thôi. Đó, 70.000 cho một chậu và cây rất là to luôn, rất là nhiều cặp lá luôn như thế này cô chú anh chị nhá. Đó. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu kim long bào lá biên cô chú anh chị nhá. Cái dòng lá biên này này, người ta quan niệm rằng đây là cái dòng lan mà nó mang lại cái sự lá biên hay còn gọi là lá phát tài ạ. Người ta quan niệm rằng cái cây này à, nó mang cái sự tài lộc và sự may mắn thịnh vượng cô chú anh chị nhá. Nó như kiểu được coi như là một cái cây mà nó có thể hút tài lộc mà thịnh vượng cho gia chủ ấy cô chú anh chị. Nếu mà là hàng rừng thì cái cây này nó sẽ cực kỳ là đắt đỏ luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, một cái chậu kim long bào như thế này thì em xin phép được bán với giá là 160.000 cho một chậu nhá. Và đây là cái mặt, cái dòng lan này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị không chỉ chơi hoa mà chơi thân lá rất là đẹp luôn. Một cái chậu như vậy thì rơi vào ít nhất là 3 cây cô chú anh chị này. Đó, nó không chỉ chơi hoa mà chơi thân lá rất là tuyệt vời. Và đây là cái mặt bông của dòng kim long bào này cô chú anh chị. Ngoài cái sắc đẹp của cái bông hoa như vậy thì nó cái thân lá như vậy thì nó còn có bông hoa cực kỳ là rực rỡ như thế này cô chú anh chị nhá. Và em xin nhắc lại với giá chỉ có 160.000 cho một chậu thôi. Hàng này thì trồng thuần hoàn toàn bằng vỏ thông nên là về cô chú anh chị trồng sẽ rất là dễ dàng chăm sóc cô chú anh chị nhá. Là những chậu đã trồng thuần trong chậu cực kỳ là xinh đẹp như thế này đấy ạ. Tiếp sang bên này đây cũng là những cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, cũng là cái dòng lan gọi là tượng trưng cho tài lộc và may mắn ạ. Một cái cây như vậy ít nhất là 2 cần hoa cô chú anh chị nhá. Em đảm bảo đến tay cô chú anh chị sẽ là ít nhất là 2 cần hoa để cô chú anh chị có thể thưởng thức đấy ạ. Với giá em bán là 60.000 cho một chậu này. Đấy, chậu hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát. Và đây là cái mặt bông của nó cô chú anh chị này. Đấy, mặt bông của dòng hồ điệp lá biên đây nhá cô chú anh chị nhá. Độ bền của nó thì trên 2 tháng rồi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hồ điệp vàng công chúa. Là một cái mặt bông gọi là gần như là hot nhất trong tất cả các mặt bông của dòng hồ điệp ạ. Mỗi một chậu như thế này cũng sẽ có ít nhất là 2 cần hoa để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong cái thời gian tới này cô chú anh chị nhỉ. Ít nhất là 2 cần hoa đây cô chú anh chị nhé. Màu vàng công chúa, một cái màu sắc rất là sáng, rất là đẹp. Nên là những ngày Tết ấy, người ta rất là chuộng luôn. Đấy, thì một chậu lan hồ điệp vàng công chúa, cây rất là khỏe như thế này. Ít nhất là 2 cần hoa, em bán với giá cũng 60.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là cắt lai A, dòng lan cắt một lá bông đại cô chú anh chị nhá. Mỗi một chậu như thế này thì rơi vào ít nhất là 5 giả hành ạ. Ít nhất là 5 giả hành này. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan ấy cô chú anh chị. Bông hoa của nó rất là khủng. Cái độ to của nó là trên 10 sen cô chú anh chị nhá. Bông hoa nào màu sắc nào cũng cực kỳ là rực rỡ và rất là thơm. Và một cái chậu như vậy thì em chỉ bán có 90.000 thôi ạ. 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan em nghĩ rằng là rất là đáng thưởng thức, một cái mặt bông rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Và em nghĩ rằng cô chú anh chị sở hữu đúng cái mặt bông nào, mẫu hoa nào thì cũng sẽ đều cô làm cô chú anh chị vô cùng là hài lòng. Đấy, một chậu chỉ có 90.000 thôi, chậu cắt lai A, một cái mặt bông rất là tuyệt vời ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có rất là nhiều những mặt hàng lan đẹp mà hôm nay em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan ưng ý và đẹp nhất. Và đặc biệt là hôm nay thì em có cái lô kiều dẹt hàng về rất là cây hàng Bắc rất là khỏe, cây hàng kiều dẹt của rừng Việt mình rất là khỏe và rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng kiều dẹt trước. Và cái dòng kiều dẹt ấy, hàng của Việt Nam mình, đây là những cái lô trước đây mà em đã lấy về rồi. Lấy về và em bán thì không biết là về cô chú anh chị trồng và chăm sóc như thế nào rồi. Nhưng mà đây ạ, đây là những cái chậu mà nó có quá là nhiều thân già và bán đi thì nó rẻ quá và cực kỳ là tiếc ấy. Nên là em đã ghép lên và hiện tại cô chú anh chị thấy là nó cực kỳ là nhiều mầm như thế này này. Đấy, nhiều cô chú anh chị cứ nói rằng là dòng kiều dẹt thì khó thuần nhưng riêng bản thân em thấy là nó rất là dễ sống và rất là dễ lên mầm đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái hình kiều dẹt trước cô chú anh chị nhá. Và đây là cái mặt bông của dòng kiều dẹt của hàng Việt mình ấy, nên là hoa của nó sẽ rất là đậm màu cô chú anh chị ạ, và cây sẽ cực kỳ là lực và dễ sống dễ chăm nhá. Đây là một cái giò kiều dẹt cô chú anh chị thấy là cũng rất là ít thân thôi đúng không ạ, mà hoa ra cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và cô chú anh chị thấy là những cái bông hoa kiều dẹt ấy, nó mà từ những cái thân mà không hề có lá nó vẫn cứ cho hoa bình thường này đấy. Đây ạ, ở đây thì em có cái hình số 1 này cô chú anh chị, một cái dòng kiều gọi là
đẹp nhất và đáng sưu tầm nhất trong tất cả những dòng lan kiều. Em có cái hình số 1 này, lô này cô chú anh chị ơi, làm một giò rất là đẹp luôn rồi ạ. Em bán 180.000 nhá. Hình tiếp theo hình số 2, nguyên một dề duy nhất thôi, thân rất là bự cô chú anh chị ạ, thân cực kỳ là bự và mập. Đấy, thì cái hình số 2 này thì em xin phép được bán với giá là 190.000 cho cái hình số 2. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 3. Hình số 3 này cô chú anh chị này, cũng hiện tại cũng đang lên khá là nhiều mầm. Đấy, đang lên khá là nhiều mầm nhá cô chú anh chị nhá. Và cái hình số 3 này thì cũng là nguyên một dề, và em xin phép được bán với giá 150.000. Cái mầm này thì nó có hơi phần hơi gập gập cô chú anh chị ạ. Về cô chú anh chị có thể kích để nó lên mầm nữa nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này là một cái lô 2 dề nhá, rất là đẹp luôn, em bán 150.000. Và hình số 5 là một cái dề thân mập nụ luôn, cực kỳ là đẹp luôn, to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Giò này mà nở hoa thì thôi rồi ạ. Cái giò này em xin phép bán 200.000. Hình tiếp theo hình số 6, cái dề này em cũng bán là 200.000 này. Và hình số 7, một dề cực kỳ là bự chảng luôn ạ. Một dề rất là bự luôn cô chú anh chị nhá. Như năm trước thì em, nhưng mà nói chung là cô chú anh chị nhìn thấy là nó rất là ít lá. Như năm trước thì em cũng có một cái dề như thế này, nó thậm chí nó ít lá hơn, thì gần như là không có lá luôn. Và em thì em nghĩ rằng là bán đi thì nó rẻ mà không có giá trị ấy cô chú anh chị, nên là em đã mang về trồng. Và sau đó là một cái giò lan phải nói là vô cùng là khủng đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Nở siêu đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đây, thân nó rất là khỏe, rất là đẹp như thế này, nên là cô chú anh chị yên tâm giúp em cô chú anh chị ạ. Và cái giò này, cái dề này ạ, rất là to luôn, em xin phép được bán với giá 350.000 nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 8. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 180.000. Và lô số 9 này, lô số 9 này là hai dề rất là đẹp luôn, em bán 200.000. Và hình tiếp theo hình số 10. Hình số 10 này em xin phép được bán với giá là 180.000 này cô chú anh chị. Nó có hai dề khá là lớn. Và hình số 11, 160 nhá. 11 là 160.000 thôi cho một cái lô này. Khá là dề, nhiều dề nhỏ. Và hình số 12. Cái lô này thì rất là nhiều những cái dề nhỏ luôn cô chú anh chị, là cực kỳ là khỏe luôn ạ. Cái dề này em bán 180.000. Và hình tiếp theo em có một cái giò quế lan hương duy nhất thôi, một ngọn bên kia là một mẹ hai con cô chú anh chị nhá, một mẹ hai con đang nụ này cô chú anh chị này, một mẹ hai con, và bên này sẽ là một ngọn lá xếp thẳng tắp luôn. Và hình này em xin phép được bán với giá là 260.000. Sang bên này đây thì em có những hình đai châu, thì đai châu ngoài hàng cân thì em có bán hàng theo hình này cô chú anh chị này. Không thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân này cho em cô chú anh chị nhá. Mấy hôm trước thì có những anh chị mà đã lấy hàng và hiện tại đã nhận hàng ấy, và sau đó thì thấy cây đẹp và đã tiếp tục đặt hàng, nên là cô chú anh chị yên tâm giúp em ạ. Đây, hình này em có là hình 15. Hình 15 hai cây rất là bự luôn cô chú anh chị này. Đấy, chuẩn hàng chuẩn hình cho cô chú anh chị. Với giá chỉ có 170.000 thôi. Hình tiếp theo hình số 16 cũng là hai cây với giá 160.000 ạ. Hình số 17 ba cây với giá 160 cô chú anh chị nhá. Đây. Ba cây khá là lớn luôn, 160. Hình số 18 bốn cây 190.000. Đấy, bốn cây đẹp đẽ như thế này có 190. Và hình tiếp theo, hình số 19 có 130 cho cặp đôi này thôi cô chú anh chị này. Và sang bên này đây sẽ là giò, những giò long tu xuân. Hàng này thì ở những nơi ấm áp cô chú anh chị có thể, nó sẽ có thể nở hoa thời điểm Tết nhé. Với những cái giò này thì cô chú anh chị về có thể có những suối hoa rất là đẹp rồi. Hàng cân thì hiện đúng cái mùa của nó có thể lên đến trên 200 cho 1 kg cô chú anh chị ạ. Thì nếu mà cô chú anh chị mà muốn lấy những cái giò này thì em nghĩ là nó có thể cả rẻ hơn cả hàng cân luôn nhé. Đây này, cái hình này là hình số 20, 150.000 thôi cô chú anh chị này. Hình 21 ạ, 21 160.000 nhá. Ở hình số 22 long tu xuân 22 160.000, quá ư là đẹp. Hình số 23 160.000 cô chú anh chị ạ. Và hình tiếp theo hình 24 ạ, 160.000. Và hình 25 170.000, đây quá là khủng và đẹp luôn. Hình số 26 160.000. Và hình tiếp theo hình 27 150.000 cô chú anh chị nhá. Hình 28 ạ, 28 160.000. Và hình 29 150.000. Và hình tiếp theo 30 150.000. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé. Và sang bên này sẽ là những cái giò hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì về cái độ hương thơm ấy thì nó chỉ đứng sau trầm thôi. Trong tất cả dòng hoàng thảo thì vôi sẽ là cái dòng lan mà có hương thơm tuyệt vời, chỉ đứng sau trầm. Trầm thì là không có loại hương nào hơn hương của trầm rồi đúng không ạ. Với giò như thế này thì cũng đủ ướp hương cho cả không gian nhà cô chú anh chị rồi đây ạ. Hiện tại đã bắt đầu có những cái mắt nụ bên dưới chân chìm như vậy rồi. Và tháng 7 rồi mà cô chú anh chị. Hình tiếp theo sẽ là hình số 31, 150.000 nhá. Hình 32 ạ, 32 đây ạ, 140.000 thôi cô chú anh chị này. Cây rất là khỏe luôn. Hình tiếp theo là hình số 33,
rất là nhiều mầm đẹp như thế này, 150.000. Hình tiếp theo, hình số 34, cô chú anh chị thấy ạ, thân mập nụ ú luôn, rất là tuyệt vời như thế này. Em bán với giá là 160.000. Và hình tiếp theo, hình số 35, hình này em cũng bán 160.000 đây cô chú anh chị. Hàng này vôi bắc nên là hoa của nó sẽ cực kỳ là đậm. Cô chú anh chị nhìn thân vàng óng rất là tuyệt vời luôn như thế này nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 36, em bán hình này với giá là 140.000. 37 này, cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. 160.000 cho hình 37 ạ, vôi ạ. Đó, quá là rẻ luôn cô chú anh chị nhá. Vôi bắc thì giá hàng cân là khoảng tầm 270-280 một cân luôn đấy cô chú anh chị. Tiếp theo hình 38, 150.000 cho hình 38. 39 là một cái giò hạc vĩ nhá cô chú anh chị nhá. Mới giò hạc vĩ trồng thuần ạ. Siêu nhiều mầm như thế này với giá chỉ có 140.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40, 120.000 ạ. Hình số 41 này, cái giò này thì có cả cái gì đây? Không biết là thập hoa hay là cái hạc vĩ gì đấy, cây rất là khỏe đẹp luôn. Em bán giò này với giá là 130.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 42, em bán 120.000. Và bên này sẽ là cái giò hoàng thảo u lồi, 1, 2, 3, 4, 5 mầm rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. U lồi hoa nở Tết ạ. Bông hoa thì coi là một trong những cái dòng hoa mà có hoa to và đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng hoa lan cô chú anh chị nhé. Hoa của nó rất là đẹp. U lồi, và người ta nói rằng dòng này thì khá là khó thuần đây. Cái giò này thì em cũng có những cái cây gọi là gãy dập nhiều ấy cô chú anh chị, mầm nhỏ ấy, thì em đã trồng vào và hiện tại được một cái giò rất là đẹp như thế này. Giò này em xin phép được bán 180.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 44 này. Một cái giò dáng hương đuôi cáo đã trồng thuần mấy năm trời nay, bản lá rất là to, hàng lá xếp cực đẹp. Chậu này có 2 4 5 cây cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị trồng ổn định ạ. Treo vườn ổn định đến mùa hoa là có một cái giò lan cực đẹp để ngắm hoa mê rồi đây cô chú anh chị này, ngắm thân lá cũng lại đẹp luôn rồi. Cái giò cây lá xếp rất là đẹp nhá. Cái giò này em xin phép được bán 250.000 ạ. 2 4 toàn bộ đều là những cây lá xếp rất là đẹp, bản lá cực kỳ là to nhá. Đi ngọn cực mướt như thế này cô chú anh chị này. Hàng này là hàng trồng thuần của những vườn nhà em ạ. Hình tiếp theo 46. 46 1 2 3 4 2 4 2 4 cây, 2 cây, 4 cây, 4 cây, 5 cây cô chú anh chị này. Bản lá to to tròn vo cực kỳ là đẹp luôn. Bản lá này tầm 4 5 sen cô chú anh chị ạ. Có những cây bản lá 4 5 sen cô chú anh chị về trồng có thể tạo ra những tác phẩm luôn đấy cô chú anh chị. Nếu mà trồng 1 2 năm nữa thì đúng thực sự là tạo ra tác phẩm luôn ạ. Hình này em bán 250 cô chú anh chị nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 46. 46 thì cây này em đã đo bản lá rồi cô chú anh chị này. Cây này em đo bản lá rồi và trên 5 sen nhé cô chú anh chị nhé. Bản lá trên 5 sen, cây lá xếp cực kỳ là đẹp. Thực ra thì bán đi em cực kỳ là tiếc luôn những cái chậu như thế này này cô chú anh chị. Nếu mà em mà chăm được vườn mà không chật ấy, chăm được ấy, những cái chậu này thì sau này bán mỗi một cây như thế này có thể lên đến tiền triệu luôn. Những cây lá to như thế này này. Cái giò này thì có 4 cây cô chú anh chị này, 4 cây, một cây thì bản lá rất là to. Tầm trên tầm 5 sen trên 5 sen rồi, em xin phép bán giò này với giá 260 nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 47 ạ. Chậu 47 này cũng thế cô chú anh chị này, lá cũng rất là đẹp. 2 4 cây, 5 cây lá xếp rất là đẹp luôn. Đó. 5 cây lá xếp cực kỳ là đẹp luôn, hàng trồng thuần của vườn nhà em ạ. Em bán 250.000. và tiếp theo sẽ là hình số 48. 48 đây cô chú anh chị này, cây rất là khỏe luôn, cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Đấy, hàng lá xếp thẳng tắp như thế này. Rất là đẹp luôn, cái giò này thì có 2 4 5 6 cây. 6 cây 246 cây cô chú anh chị nhé. Mấy giò này em xin phép được bán với giá 260.000. Đấy, một cái chậu rất là sum xuê, rất là đẹp như thế này. Về cô chú anh chị chỉ việc tưới nước thôi, chờ hoa thôi cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là 49, một cái giò dáng hương đuôi sóc rất là xinh đẹp ạ. Đó, giò dáng hương đuôi sóc 3 cây rất là xinh đẹp. Giá em bán là 160.000. Sau bên này sẽ là hình số 2, hình số 50. 50 là một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng rất nhiều kỳ. Em bán chậu này với giá là bao nhiêu ạ? 200.000 nhá. Hình tiếp theo hình 51, một cái giò ám cổ Văn Giang 2 kỳ với giá 80.000. và hình tiếp theo một cái giò ám của điệp Cao Bằng mặt bông rất là đẹp với giá 120.000. Và sau bên này sẽ là những chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Cái dòng này thì hoa siêu tím đậm đà và nở đúng vào thời điểm Tết cô chú anh chị thấy là lá xếp và cái thân sau này nó sẽ xoắn chuyển sang xoắn đỏ rất là đẹp luôn. Em bán cái giò này giò 53 170.000. Đây là cái giò trầm cổ ấy, là một cái mặt bông mà người ta giữ giống rất là lâu rồi ấy cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là một giò cực kỳ là khủng ở đây, là hình số 54. Cô chú anh chị nhìn cho em cái giò này thì khi mà nở hoa thì thôi rồi đúng không ạ?
Em bán giò này với giá 240 cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo hình số 55, 180.000 đi ạ. Quá là đẹp luôn. Trời ơi. 180.000 cho cái giò này. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 56 là trầm tím. Trầm tím rừng nhá cô chú anh chị nhá. Hàng hoàn toàn là hàng rừng ạ. Hiện tại thì trầm tím rừng là 1 cân là trên 1 triệu đúng không ạ? Là dòng lan hoàng thảo thơm nhất trong tất cả dòng lan này. Cái giò này nhiều mầm mập nù như vậy ạ. Em bán 200.000. 57 180.000. Mầm rất là mập. 58 này cô chú anh chị này, rất là nhiều mầm và đẹp luôn ạ. Cực kỳ là đẹp luôn, cái giò này em bán 220 nhá. 59. 59 200.000 ạ. Và 60 170.000. Đẹp lắm cô chú anh chị. Và tiếp theo là số 61. 61 này, mầm nụ luôn. 61 em bán 200.000. Bên này sẽ là những cái chậu lan hài, cô chú anh chị cùng em ngắm. Có ai yêu mến cái mặt hà bông của hài mau die xanh không ạ? Đây ạ. Cần hoa rất là cao. Nếu mà cô chú anh chị mà ngắm thực tế thì chắc chắn sẽ rất là thích luôn. Cái chậu hài mau die xanh nhá cô chú anh chị nhá. Một chậu ít nhất là 2 cây như thế này ạ. Em xin phép được bán với giá là 250 cho một chậu mau die xanh. Mau die xanh cô chú anh chị nhá. Và bên này sẽ là cái cây hài Vân Nam, hoa cũng rất là đẹp, với giá em bán là 120 một chậu. Bên này sẽ là Lecochilium với dòng hài mà hoa rất là thơm, độc đáo, đẹp luôn, 150.000 cho một chậu. Bên này thì em có dòng lan hài hài Henry cô chú anh chị nhé. Đây là những chậu đã thuần. Đấy, nếu mà cô chú anh chị mà không muốn lấy những cái, không muốn trồng những cái cây hài mà em bán hàng cân kia thì cô chú anh chị có thể lấy hàng hài sẵn chậu này, em bán 100.000 cho một chậu như vậy, nó cũng đang có nụ. Đấy, nó cũng đang có nụ cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng. Em có cái này là cái mắc mật khô nhé, quả mắc mật khô nhé, một cái đặc sản gia vị rất là tuyệt vời của vùng Cao Bằng. Em bán là 120 cho một túi 1 kg. Chuối hộp khô 100.000 cho một túi 1 kg. Và rễ ngũ tần 120. Đây là nấm ngọc cầu 150, tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190. Và hoàng tinh với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Măng lưỡi lợn với giá 200.000 cho một túi 1 kg. Sang bên này đây thì em có rất là nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Bột vỏ thông nhé, em có đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng em bán 50.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có những chế phẩm dành cho hoa lan là Atonic là 10.000 cho một gói, Duy xanh 50.000 và Duy đỏ sẽ là 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ, và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ nhé. Liền da thì em có liền da Mỹ Tiến và liền da sẹo đen. Liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 cho một lọ nhé. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Và Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ nhé. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón lá đồng giá sẽ là 35.000 cho một lọ. Bên này em có dây buộc lan chiều dài 100m, có dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng, 35.000 cho một cuộn. Và bên này sẽ là phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong nhé. Bên này sẽ là Kinkinbun đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói. Chicho để ma phân bón vi sinh cực kỳ là hữu hiệu luôn, một gói như vậy 15.000 thôi ạ. Và bên này sẽ là một túi là 1 kg với giá là 50.000 và một hộp 1 kg với giá 130.000. Và đặc biệt là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Một cái sản phẩm như vậy em xin phép được bán với giá là 35.000 trong cái sản phẩm như vậy. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Cái phần này thì cô chú anh chị có thể nói chung là cung cấp cái dưỡng chất một cách rất là tuyệt vời cho cây ạ. Cái phần này thì cô chú anh chị có thể sử dụng để trộn với cả giá thể hay là bón một cách trực tiếp cho cây cô chú anh chị nhá. Cái phần này được nén viên rất là chật nên là khi mà cô chú anh chị bón cho cây ạ thì đảm bảo rằng là nó sẽ không bị mủn khi cô chú anh chị tưới nước. Đồng thời nó sẽ tan rất là chậm nên là nó sẽ cung cấp một cái dưỡng chất một cái thời gian rất là dài để mà cho cây phát triển, và đồng thời tạo ra cái giá thể rất là thoáng và sạch để mà cây phát triển một cách tối ưu nhất cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm em nghĩ rằng một phân bón rất là hoàn hảo luôn ạ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000. Nó rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.